Lần hôm nay còn một con nào? Con rô đúng không? Cái gì vậy? Giảm đủ 52 lá. Tôi nghĩ là lá này thì 6 tép. 6 tép đúng không? Và đây là cái lá bài của em này. Rồi ở đây có cổ bài đây, 52 lá. Đây là ai đi? Đó. Anh sẽ xào cổ bài đây chút xíu. Cổ bài chắc chắn được là được xào đây rồi. Rồi, bây giờ anh sẽ giúp anh xào cổ bài này lên. Xào, xào chuột lên đây. Đem sáng chuột về đại gì? Ok, rồi khi em xáo trộn lên rồi, của em giúp anh là bây giờ em nghĩ đến một cái tên bất kỳ nó nảy ở trong đầu em, một người quan trọng, có quyết định cái tên đó. Sau khi em nghĩ xong, em cầm cổ bài lên và chia số cái số lực lá vào đúng cái số chữ cái có trong cái tên đấy. Rồi, tiếp theo nữa anh muốn em cầm cổ bài lên và nghĩ đến một con số bất kỳ từ 10 đến 20. Được rồi, anh muốn em chia số cái số lá bằng cái con số em vừa nghĩ ha. Rồi, sân bài đã viết một đúng với nó ở đây nha. Ok, thì bây giờ ấy, anh cần làm một cái điều tiếp theo. Đó là em hãy tưởng tượng là mình đang có một cái con xí ngầu tượng. Bây giờ anh muốn em lắc con xí ngầu lên trong đầu và nó sẽ ra một con số cho em. Đâu, có con đầu chưa? Rồi. Ok, có rồi đúng không? Bây giờ anh muốn em lấy ra từ cái phần bài này cái số lượng lá và đúng cái con số xí ngầu đó và bỏ nó về phía bên này. Tất nhiên là anh phải biết được là em nghĩ đến con gì là lấy được ra bao nhiêu lá. Được chưa? Rồi. Bây giờ với cái phần bài này, anh muốn xào lên một lần nữa giúp anh ha. Rồi, bây giờ tính từ trên xuống thì em hãy nhớ lấy cái con bài đọc đúng ở vị trí và em lúc nãy em lắp cái con xí ngầu nó ra con số bao nhiêu thì tính từ trên xuống em nhớ lúc cái con số con bài đấy giúp anh nha. Đó, no. Em có trong đầu chưa? Nhớ kỹ nhé. Rồi. Bây giờ anh sẽ tạo cái câu thần chú, anh sẽ làm cái kiểu một câu thần chú, một cái câu nói mà dựa trên những cái thông tin mà em cung cấp thôi. Và sau cái đấy thì nó sẽ có một cái điều đặc biệt dành cho em. À, thì bây giờ em hãy cho em biết là cái tên lúc nãy em nghĩ là cái tên gì. Và nó qua đi sẽ cảm ứng sức thân yên. Em đúng không? Ok rồi, mình có 1, 2, 3, 4 này. Rồi, rồi từ 10 tới 20 thì em có bao nhiêu, em nghĩ con số mấy nhỉ? Thứ này. Thứ ba. Thứ ba đúng không? Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Rồi, bây giờ để tôi chắc ăn đấy thì anh sẽ cho cái phần bài này vào trong cái hộp bài này. Nhưng để như kiểm tra hộp bài đó hoàn toàn chứng phục, không có gì cả thì sao? Đó, rồi, bây giờ mình sẽ cho cái hộp bài vào trong cái phần bài này để cho chắc ăn nhé. Đấy, để nó phục của ai có thể đi vào cái phần bài trong đây. Anh muốn em để tay để hò lên trên này như này. Đó, rồi sau khi em đứng tay của anh thì điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra. Đó. Rồi, bây giờ em bỏ tay ra giúp anh đi. Đó, bây giờ anh sẽ lấy hết toàn bộ cái phần bài trong này ra nha. Mình sẽ đóng cái bộ bài lại. Như vậy. Ok. Rồi, vậy bây giờ với cái sập bài này, anh sẽ chia nó xuống. Rồi, anh sẽ chia nó xuống lá một. Và nếu như mà em thấy có bài của em, thì anh nói anh nhé. Xem có thấy có bài của em trong này không nhé. Có bài của em không? Không đúng không? Rồi. Vậy thì tại sao lại là không có cái bài của em? Sở dĩ không có cái bài của em thì lúc nãy anh nói sau khi búng tay thì mình sẽ có một cái điều đặc biệt dành cho em. Đó, thì điều đặc biệt nó nằm ở trong cái hộp bài này. Đó, bây giờ khi em mở hộp bài ra này thì trong cái hộp bài này. Ok, vừa còn lấy chút xíu. Đó, nó chỉ có duy nhất một lá bài và anh sẽ để cái lá bài ra và em để ý được bên trong hộp thì không còn một cái lá bài gì khác đúng không? Chiếc hộp thì trống rỗng luôn, không có gì cả. Rồi, đó, và cái lá bài này lúc nãy em nói là cái lá bài gì, em nghĩ là lá bài gì? 6 tép. 6 tép đúng không? Và đây là cái lá bài của em này. 6 tép chính xác có bài của em đúng không? Ok.